Xin chào các bạn, mình là Hoàng Anh. Từ hôm nay mình sẽ đồng hành với các bạn trong quá trình học 50 bài tiếng Nhật sơ cấp nhé. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài 1 ạ. Chúng ta cùng vào mẫu câu đầu tiên nhé. Với mẫu câu đầu tiên này mình sẽ cho các bạn một vài ví dụ ạ. Ví dụ đầu tiên, 私は Hoàng Anh です。私は Hoàng Anh です。私là gì ạ các bạn? 私là tôi đúng không ạ? Hoàng Anh như mình vừa giới thiệu là tên mình đúng không các bạn? Chính ra câu 私は Hoàng Anh です trong tiếng Việt của chúng ta có nghĩa là tôi là Hoàng Anh. Tôi là Hoàng Anh. Hay mình sẽ cho các bạn thêm một ví dụ nữa ạ. 私はベトナム人です。私はベトナム人です。私vẫn là tôi đúng không ạ? ベトナム人có nghĩa là người Việt Nam. Xin ra cái câu ví dụ của chúng ta 私はベトナム人です có nghĩa là tôi là người Việt Nam. Tôi là người Việt Nam. Hay もう一つのレベルですね。Mình sẽ cho các bạn thêm một ví dụ nữa nhé. 皆さんは銀行員です。皆さんは銀行員です。Câu này có nghĩa là gì các bạn? 皆さん là em đi ra đúng không nhỉ? 銀行員là gì ạ? 銀行員là nhân viên ngân hàng. Thì xin ra là 皆さんは銀行員です có nghĩa là gì? Câu này có nghĩa là 皆さん là nhân viên ngân hàng. Từ ba ví dụ trên chúng ta có thể tóm lại mẫu câu của chúng ta, mẫu câu đầu tiên sẽ là gì ạ? A ma b des. A ma b des. Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là A là B là câu khẳng định. Chúng ta cùng nhau đặt ví dụ nhé. Các bạn đặt cho mình ví dụ với nghĩa tiếng Việt như sau ạ. Người kia là anh Mila. Người kia là anh Mila. Thế thì người kia là gì ạ? Anoshito. Anh Mila có nghĩa là Mila san. Chứ ra câu người kia là anh Mila chúng ta nói sang tiếng Nhật là gì hả các bạn? Hai, so desu ne. Đó chính là ano shito wa Mila san desu. Ano shito wa Mila san desu. Các bạn nhớ nhé, mẫu câu đầu tiên của chúng ta đó chính là A wa B desu. A là B. Hai, chúng ta chuyển sang mẫu câu thứ hai các bạn. Vừa nãy chúng ta học mẫu câu khẳng định rồi đúng không các bạn? A là B. A quá B đầy rồi đúng không nhỉ? Thì bây giờ chúng ta sẽ học mẫu câu phủ định nhé. Chẳng hạn như là có ai hỏi bạn là người Trung Quốc à? Không, tớ là người Việt Nam mà đúng không? Thì đầu tiên mình phải phủ định cái câu không, tớ không phải người Trung Quốc. Thì trong trường hợp đấy mình sẽ nói như thế nào? Trong trường hợp đấy mình sẽ nói là 私は中国人じゃありません。私は中国人じゃありません。中国人là người Trung Quốc. 私vẫn là tôi đúng không ạ? 私は中国人じゃありません。hoặc là chúng ta có thể nói là 私は中国人ではありません。私は中国人ではありません。tương tự như vậy, chúng ta thử đặt câu với ý nghĩa như sau nhé. Anh Mira không phải là nhân viên ngân hàng. Anh Mira không phải là nhân viên ngân hàng. Thì sẽ đặt là Mira san wa銀行員ではありません。皆さんは銀行員ではありません。は、chúng ta có thể nói là 皆さんは銀行員じゃありません。皆さんは銀行員じゃありません。Mình sẽ cho các bạn thêm một ví dụ nữa nhé, với một câu phủ định. Lan さんは学生ではありません。Lan さんは学生ではありません。hoặc mình có thể nói là Lan さんは学生じゃありません。Lan さんは学生じゃありません。Lan さん là danh từ đúng không ạ? 学生 cũng là danh từ. Như trong mẫu câu khẳng định của chúng ta vừa học vừa nãy thì Lan さん sẽ là A, còn 学生 sẽ là B. Thì suy ra mẫu câu A không phải là B của chúng ta trong tiếng Nhật sẽ là A は B じゃありません。A wa B ja arimasen. Hoặc chúng ta có thể nói là A wa B dewa arimasen. A wa B dewa arimasen. Đó chính là mẫu câu A không phải là B, mẫu câu phủ định ạ. Các bạn có hiểu bài không ạ? Chúng ta cùng đặt ví dụ nhé. Yamada-san không phải là kỹ sư. Yamada-san không phải là kỹ sư. Thì Yamada-san chính là Yamada-san. Kỹ sư là gì vậy các bạn? Kỹ sư là engineer.
engineer đúng không ạ? Thì ghép vào chúng ta sẽ có câu là gì ạ? Yamada-san wa engineer dewa arimasen. Yamada-san wa engineer dewa arimasen. Hoặc là mình có thể nói rằng là gì? Yamada-san wa engineer ja arimasen. Yamada-san wa engineer ja arimasen. Rồi các bạn thử đặt câu này giúp mình nhé. Tôi không phải là người Nhật, tôi là người Việt Nam. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt câu phủ định rồi mới đến câu khẳng định đúng không ạ? Các bạn đặt thế nào ạ? Hãy so desu ne. Vâng, câu đó của chúng ta đó là watashi wa nihonjin ja arimasen. Watashi wa vietnamjin desu. Lại watashi wa nihonjin ja arimasen. Watashi wa vietnamjin desu. Thì các bạn có thấy mẫu câu ở câu đầu và câu sau đều có chung chủ ngữ là watashi wa không ạ? Thì ở câu sau mình có thể lược bỏ đi nhé, thành watashi wa nihonjin ja arimasen, vietnamjin desu. Watashi wa nihonjin ja arimasen, vietnamjin desu. Đó là mẫu câu thứ hai của chúng ta. A không phải là B, các bạn có thể nhắc lại cho mình không ạ? Công thức là gì ạ? A wa B ja arimasen. Hoặc là A wa B dewa arimasen. Hãy suy mẫu câu thứ ba. Có mẫu câu khẳng định rồi này, phủ định. Thế ra bây giờ chúng ta sẽ là câu hỏi đúng không ạ? Mình cho các bạn ví dụ nhé. Lan san wa vietnamjin desu ka? Lan san wa vietnamjin desu ka? Câu này nghĩa là gì ạ? Lan san có phải là người Việt Nam không? Lan san wa vietnamjin desu ka? Tiếp theo, ví dụ tiếp theo nhé. Ano hito wa Shumito-san desu ka? Ano hito wa Shumito-san desu ka? Câu đấy là gì ạ? Ano hito là người kia, Shumito-san là anh Shumito. Ghép lại chúng ta sẽ có câu là gì nhỉ? Anh người kia có phải là anh Shumito không? Hoặc là người kia là anh Shumito à? Thêm một ví dụ nữa nhé các bạn nhé. Anata wa Chugoku-jin desu ka? Anata wa Chugoku-jin desu ka? Bạn là người Trung Quốc à? Bạn có phải là người Trung Quốc không? Thì đặc điểm chung của ba câu ví dụ mình vừa nêu ra cho các bạn là gì ạ? Đó là sau câu khẳng định mình có thêm một trợ từ đúng không nhỉ? Trợ từ các. Đó là trợ từ để hỏi khi mà chúng ta muốn từ một câu khẳng định thành một câu hỏi, mình chỉ việc thêm trợ từ cá vào thôi. Từ đó mình sẽ có mẫu câu A có phải là B không? Mình sẽ có là A wa B desu ka? A wa B desu ka? Bây giờ chúng ta cùng luyện tập một chút nhé. Anh Mira có phải là nhân viên ngân hàng không? Anh Mira có phải là nhân viên ngân hàng không? Thì câu đấy chúng ta sẽ hỏi là gì ạ? A ở đây sẽ là Mira-san đúng không ạ? Còn B sẽ là Ginkoin. Đáp vào công thức mình sẽ có là Mira-san wa Ginkoin desu ka? Mira-san wa Ginkoin desu ka? Nếu mà đúng thì sao ạ? Nếu mà đúng thì mình sẽ trở lại là Hai Ginkoin desu. Hai Ginkoin desu. Thế còn không phải thì sao? Mình sẽ phủ định nó đi đúng không nhỉ? Sẽ là Iie Ginkoin dewa arimasen. Iie Ginkoin dewa arimasen. Hoặc chúng ta có thể nói là Iie Ginkoin ja arimasen. Iie Ginkoin ja arimasen. Đó cũng chính là hai cách để trả lời cho câu hỏi của chúng ta là câu hỏi không có từ để hỏi. Mình sẽ nếu mà đúng công ty thì sẽ là Hai B desu. Hai B desu. Còn nếu không đúng thì mình sẽ nói là Iie B dewa arimasen. Iie B ja arimasen. Thế còn đối với những câu hỏi mà có từ để hỏi thì sao ạ? Ví dụ như là đà định, ôi cực sự này. Thì mình sẽ xử lý như thế nào? Đó là mình sẽ thêm đó là chủ ngữ wa, sau đó thêm từ để hỏi cộng với desu ka. Chủ ngữ wa, từ để hỏi desu ka. Ví dụ nhé. Mira-san wa nansai desu ka? Mira-san wa nansai desu ka? Câu đấy là gì ạ? Anh Mira bao nhiêu tuổi? Anh Mira bao nhiêu tuổi? Tương tự như vậy, mình cho các bạn ví dụ sau nhé. Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Người kia là ai? Thì bởi vì nó không phải là có B cho chúng ta lựa chọn đúng không nhỉ? Nên trong trường hợp mà câu hỏi có từ để hỏi thì chúng ta không cần trả lời hay
là ý ấy gì nhé. Mình sẽ trả lời thẳng vào câu hỏi luôn. Ví dụ như câu hỏi vừa rồi, Noi soa da de descat, người kia là ai? Giả sử là anh Yamada thì mình sẽ trả lời là Yamada-san desu. Yamada-san desu. Hey, các bạn có hiểu bài không ạ? Trong bài 1 chúng ta còn hai câu cung nữa, quan trọng chút chút. Chúng ta cùng nhau học nhé. Bây giờ mình cho các bạn ví dụ sau. Lan san wa Vietnamese jin desu. Lan san wa Vietnamese jin desu. Mai san wa Vietnamese jin desu. Mai san wa Vietnamese jin desu. Các bạn ơi, câu đó nghĩa là gì ạ? Mai san là người Việt Nam. Lan san là người Việt Nam. Hai người đấy có cùng một vị ngữ đúng không nhỉ? Hai người đấy cùng là người Việt Nam đúng không ạ? Thì theo trong tiếng Việt của chúng ta, bình thường chúng ta sẽ nói là Lan Sảng là người Việt Nam, Mai Sảng cũng là người Việt Nam, đúng không ạ? Thì trong tiếng Nhật chúng ta cũng có cách diễn đạt đấy các bạn nhé. Rất đơn giản thôi, đó là chúng ta sẽ thay cái trợ từ wa ở câu số 2 thành trợ từ mo. Thay trợ từ wa thành trợ từ mo các bạn nhé. Trong câu đấy chúng ta sẽ có là Lan Sảng wa Vietnamese jin desu. Mai san mo Vietnamese jin desu. Lan san wa Vietnamese jin desu. Mai san mo Vietnamese jin desu. Các bạn có hiểu cách dùng của mo không ạ? Hay thêm một ví dụ nữa nhé. Mình sẽ cho các bạn ví dụ bằng tiếng Nhật. Yamada san wa ginkoin desu. Yamada san wa ginkoin desu. Shumito san mo ginkoin desu. Shumito san mo ginkoin desu. Câu này nghĩa là gì ạ các bạn? So desu ne. Câu đấy có nghĩa là Yamada-san là nhân viên ngân hàng và anh Shumito-san cũng là nhân viên ngân hàng. Tiếp theo sẽ là một câu cuối cùng của bài 1 ạ. Mẫu câu không phải, nó chỉ là một trợ từ nho nhỏ thôi. Đó là trợ từ no. Hiểu nôm na, nó là của. Của được chưa nhỉ? Ví dụ như là thì giáo viên của trường đại học Phú Sĩ. Trường đại học Phú Sĩ sẽ là gì các bạn? Fuji Daigaku. Fuji Daigaku. Giáo viên là gì ạ? Kyoshi hoặc là sensei. Thì mình có thể nói là Fuji Daigaku no sensei. Fuji Daigaku no kyoshi. Hay, bây giờ chúng ta thử ghép vào câu nhé. Tôi là giáo viên của trường đại học Phú Sĩ. Mình sẽ có câu đó là Watashi wa Fuji Daigaku no sensei desu. Hoặc Watashi wa Fuji Daigaku no kyoshi desu. Watashi wa Fuji Daigaku no kyoshi desu. Tương tự như vậy, mình sẽ cho các bạn câu sau nhé. Tôi là nhân viên của công ty IMC. Tôi là nhân viên của công ty IMC. Thì câu đấy trong tiếng Nhật mình sẽ nói thế nào các bạn? So desu ne. Sẽ là Watashi wa IMC no shain desu. Watashi wa IMC no shain desu. Các bạn thấy thứ tự hai danh từ ở no sẽ là như thế nào ạ? Mình sẽ cho cái danh từ bao quát, danh từ to hơn đứng trước no, còn danh từ nhỏ hơn sẽ đứng ở đằng sau no. Ví dụ như là trong ví dụ mình vừa nói cho các bạn, đó là giáo viên của trường đại học Phú Sĩ. Thì trường đại học Phú Sĩ to hơn đúng không nhỉ? Mình sẽ cho cái trường đại học Phú Sĩ đấy ở trước nhé. Còn giáo viên mình chỉ là một cá thể nhỏ nhỏ trong trường đấy thôi. Thì mình sẽ để ở đằng sau no. Mình có là Fuji Daigaku no Kyoshi. Hoặc như trong ví dụ tôi là nhân viên của công ty IMC đúng không nhỉ? Bởi vì công ty IMC to hơn, mình sẽ để công ty IMC ở đằng trước. Còn nhân viên công ty, mình là nhân viên thôi, nhỏ hơn mình để đằng sau. Thành là IMC no shain. IMC no shain. Các bạn hiểu chưa ạ? Chúng ta thử thực hành nhé. Từ đầu tiên, Hà Nội của Việt Nam. Hà Nội của Việt Nam. Cái nào to hơn các bạn? Đương nhiên là Việt Nam to hơn đúng không nhỉ? Hãy áp dụng đúng công thức, chúng ta sẽ có là Vietnamese no Hanoi. Vietnamese no Hanoi. Tiếp theo, nhân viên của công ty Brazil Air. Nhân viên của công ty Brazil Air. Thì công ty to hơn mình sẽ chọn trước không nhỉ? Sẽ là Brazil Air no Shain. Brazil Air no Shain. Lát vào câu nhé. Anh Shimito là nhân viên của công ty Brazil Air. Thì mình sẽ có câu như nào ạ? Shumito-san wa Brazil Air no Shain desu. Shumito-san wa Brazil Air no Shain desu. Hai, các bạn có hiểu bài không ạ?
Nếu có bất kỳ thắc mắc gì các bạn comment ở bên dưới nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.